Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu quy hoạch cụm công nghiệp Bắc An Gia, huyện Quảng Điền là nơi bố trí cho các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường của địa phương vào sản xuất tập trung. Tuy nhiên, sau hơn 5 năm đưa vào khai thác, cụm công nghiệp này vẫn khá vắng vẻ, không đạt mục tiêu đề ra. Sản xuất nhiều năm qua, nhưng đến nay, doanh nghiệp này vẫn chưa thể cho xe tải trọng lớn vào cụm công nghiệp Bắc An Gia, Quảng Điền do một số tuyến mặt đường chưa được thảm nhựa. Đó cũng là một trong những nguyên nhân đến nay, cụm công nghiệp này mới chỉ có vài nhà đầu tư để mắt. Dù mục tiêu ban đầu là vào cụm để giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, song tại cụm công nghiệp không thể hoàn thành mục tiêu đặt ra. Khi hơn 5 năm đi vào hoạt động, thì cụm vẫn chỉ có vài doanh nghiệp đứng chân, bởi hạ tầng tại cụm chưa được đầu tư bài bản, hạ tầng môi trường nhếch nhác. Số con đường vô doanh nghiệp, nói chung là nó chưa được là đảm bảo để cho cơ sở đưa vận chuyển hàng hóa vô tại tầng cơ sở để làm, cho nên có hơi khó khăn. Hạn chế về cơ sở vật chất, hạ tầng là nguyên nhân khiến nhiều cơ sở sản xuất, tiêu thụ công nghiệp chưa mặn mà chuyển đến cụm công nghiệp. Huyện Quảng Điền là một ví dụ. Cụm công nghiệp Bắc An Gia được thành lập trên địa bàn huyện với quy mô 25 hectare nhằm phát triển các ngành nghề công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp như cơ khí chế tạo, sản xuất và sửa chữa máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp, sản xuất hàng mộc chuyên dụng, mộc mỹ nghệ xuất khẩu, công nghiệp chế biến, xay sát, may mặc, thêu. Cụm công nghiệp Bắc An Gia hiện có 14 cơ sở gây ô nhiễm môi trường và có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư trên địa bàn đã thuê đất, xây dựng nhà xưởng và đi vào hoạt động. Tổng doanh thu của các dự án đầu tư trong cụm công nghiệp bình quân khoảng 3 tỷ đồng một năm. Dù đã rất nỗ lực nhưng đến nay, hầu như một số hộ sản xuất tiêu thụ công nghiệp trong khu dân cư không bằng mà vào cụm công nghiệp do cơ sở hạ tầng yếu và thiếu, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện nay là có 14 cơ sở đã vào sản xuất kinh doanh tại cụm. Và hiện nay là cụm này có một số bất cập. Trong đó là cái cụm này là rất là gần khu dân cư, rất là gần khu dân cư. Và cái quy mô diện tích của cụm tương đối nhỏ. Trong thời gian tới là huyện là định hướng là sẽ hình thành, đề xuất tỉnh là hình thành một cái cụm công nghiệp mới tại xã Quảng Lợi để di dời các cái để mà phát triển công nghiệp tại cái khu vực này. Mục tiêu ban đầu của cụm công nghiệp Bắc An Gia là ưu tiên bố trí các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm và hoạt động, nên những năm qua, việc kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp hầu như không có. Chưa kể quỹ đất cụm công nghiệp Bắc An Gia ít nên khó thu hút doanh nghiệp lớn vào. Chính quyền địa phương đang tích cực phối hợp với các ngành địa phương, nhất là tỉnh, để có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp. Đặc biệt kiến nghị xin chủ trương nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp như đường nội bộ, đường gom trong cụm công nghiệp, các công trình xử lý nước thải tập trung, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất kinh doanh.